xin lỗi. Buồn phiền rồi sẽ hết thôi. Tha thứ nhau vì những lời xin lỗi. Chà. Ủa con. Ủa sao hôm nay ba đâu làm gì đâu, sao không ngủ thêm miếng nữa? Trời ơi, ngủ chi nhiều, con già rồi, ngủ vậy đủ rồi. Trời ơi, ba mà già gì, ba của con là lúc nào cũng trẻ hết á. Trời ơi, nịnh mình sáng sớm cái nịnh liền. Trời ơi, sao bữa nay con nhìn ba làm gì mà thấy ba vui quá vậy? Ủa có chuyện gì hả? Trời ơi, sao không vui con? Ba mới vừa có được đứa con dâu hiền, ngoan, đẹp. Trời ơi, sao không vui được? Vui là phải cười, thấy không? Cũng giống như con vậy. Dạ. Thấy không? Con trai của ba cái tự nhiên giờ lấy được cái người thầm yêu trộm nhớ của mình. Con thấy con hạnh phúc không? Vui không? Thì nói chung là thì con nghĩ là cũng duyên số là cái thứ nhất. Cái thứ hai là con cũng cảm ơn ba. Tại nhờ có ba mà Hệ mới chịu lấy con. Mặc dù là Hệ không có yêu con lắm. Nhưng mà nói chung là con vẫn vui. Ba rất là thích con vợ con bé Huệ. Cái bản tính nó là một cô gái ưu tú, mặc dù nhà nghèo, phải không? Nhà nghèo mà nó đã không có được cái sự mà cạnh tranh với bạn bè nó trang lứa hồi đó rồi, nó rất là tủi thân. Cho nên khi mà con lấy con Huệ về, ba khuyên con phải làm sao cho nó vui. Thôi là nó hay tủi thân, nó khóc tội nghiệp nó. Với cái thứ hai, mẹ của con đó, cái bản tánh mẹ con á, ba nói nhỏ con nghe, đừng nghe cho bà nghe không. Mẹ con á không có thích mấy người nghèo, khi dễ người ta dữ lắm. Mà con Huệ á, nhà nó nghèo, ba biết mẹ con không có thích cái điều này. Cho nên con phải làm sao phải dung hòa giữa mẹ con với vợ con, nghe không? Dạ con biết rồi. Con Huệ cái bản tánh. Trời ơi, cả nhà dậy ra đây ngồi hết rồi đó hả? Trời. Bây giờ là giờ nào rồi? Dạ. Mặt trời lên ngọn cây hết rồi. Mà sao con dâu nhà mình đâu rồi ta? Trà nước lạnh tanh hết trơn rồi vậy hả? Đâu bà nói cái mặt trời mọc trên ngọn cây chỗ nào, bà chỉ tôi coi. Ông, tôi nói mặt trời mọc á. Mọc gì chứ? Mặt trời mọc là trời sáng rồi đó. Nó có 8 giờ sáng rồi ơi. Hôm qua hai đứa tụi nó đám cưới, nó tiếp khách, nó đứng mỏi giò mỏi cạn, nó mệt thì giờ cho nó ngủ chút xíu, có cái gì đâu bà càng nhằn. Trời ơi, ông làm như có một mình nó là đám cưới, cả thế giới này có một mình vợ chồng nó cưới nhau hả? Tôi với ông hồi xưa cũng cưới nhau vậy, mà sáng tôi cũng phải dậy trà nước rồi đồ ăn sáng cho bố mẹ chồng đầy đủ. Có đâu bây giờ hai ông bà già, hai cái thân già ngồi đây nhấp mỏ mà con dâu chưa vậy? Thôi ba má đừng cãi nhau nữa. Con. Dạ, mà con xin lỗi ba má, con ngủ quên. Con nhớ là con có đặt báo thức mà không biết sao nó không kêu. Anh tắt á. Sao vậy? Tại vì anh thấy em ngủ ngon quá, anh muốn em ngủ thêm miếng nữa. Với lại dậy sớm cũng đâu làm gì đâu. Trời ơi, y chang tánh đó. Tánh của bà. Dạ. Con nó y chang tánh tôi bà. Cha, bây giờ bà đặt binh vợ đồ đó ha. Giả bộ tự đổ lỗi cho mình để chịu tội giùm cho vợ phải không? Không phải. Nè, nói nghe nè. Cái gì? Đồng hồ reo mà nó không reo. Trời ơi, tội nghiệp quá ha. Nè, người ta là nữ thần tự do, còn cô là nữ thần lý do đó, cô biết không? Rồi, bà sao kỳ quá. Con cái nó qua nó đám cưới nó mệt thì cho nó ngủ trễ chút xíu nó dậy. Đâu có làm cái gì sớm đâu mà cứ cằn nhằn nó hoài vậy. Bây giờ sao, chống đối tôi phải không? Tôi chống đối gì mà giờ. Thôi bỏ qua đi nè con. Dạ. Bây giờ vậy nè, con vô con làm đồ ăn sáng đi ha. Dạ. Cả nhà mình ăn sáng cho nó vui. Dạ, con xin phép. Có cần anh phụ gì không? Dạ thôi, để em làm được rồi. Anh nói chuyện với ba mẹ đi. Phải để cho tôi thị uy tôi dạy nó chút xíu chứ. Ông làm vậy là mất uy tín tôi trơn à. Con dâu đẹp, ngoan, hiền, quý quá trời. Bà về bà cứ càng nhằn nó rồi. Tôi nói 11 nha. Nó giận á, hai đứa tôi nó bỏ ra ngoài ở. Lúc đó bà hối hận không có kịp á. Không, thì biết là nó đẹp, nó ngoan rồi. Nhưng mà hả, nè, ta kêu là dạy vợ, dạy thổi còn thơm mới về đúng không? Thì đó mình phải thị uy chút xíu để nó khỏi leo lên đầu mình nó ngồi chứ. Cái tánh bà tôi biết. Nè bây giờ thì sao, tôi sai phải không? Thôi. Sao? Không có sai, mà tôi nói mà nghe nè, thôi giờ á, dù sao đi chăng nữa, làm gì làm.
mẹ của con đối với ba là số 1. Đúng rồi. Mẹ của con là xuất sắc. Đúng rồi. Dẻo miệng. Con mời ba. Con mời mẹ. Khoan đã. Tại sao vậy? Bữa cơm hôm nay là sao vậy hả? Ủa gì bà? Tôi đã nói hôm nay đi chợ, tôi muốn ăn canh chua cá lóc. Canh chua cá lóc là cá trong canh chứ không phải là cá chiên. Trời, hiểu chưa? Bà khó quá, thì cá chiên cũng ngon mà, có gì đâu. Có lỗ tai nghe không vậy? Nhà ta ăn cơm cho nó vui đi bà, chứ khó khăn. Tại má biết sao không? Sáng nay con chở vợ con đi chợ, nhưng mà ra ngoài chợ thấy cá diêu hồng này nó tươi quá, cho nên là con mới cái này là ý của con chứ không phải ý của vợ con đâu. Lại binh. Thôi thẳng đây á, trước khi mình ăn cơm á, bây giờ con có một cái tin này á, con muốn báo cho ba má biết luôn. Tin vui hay tin buồn vậy con? Dạ dĩ nhiên là tin vui rồi. Vui hả? Dạ. Dạ thưa ba má, vợ của con á đã có thai rồi. Hả? Ba má sắp có cháu rồi đó. Trời ơi, thằng con trai của tôi công nhận nó giỏi thiệt. Có thai hả con? Dạ. Thai được bao lâu rồi? Dạ con đi bác sĩ thì bác sĩ nói được 7 tuần rồi. Trời ơi, con dâu tôi nó vất vả rồi. 7 tuần? Dạ. Ông nói đúng đó. Dạ. Sớm quá. Sớm mới nghi á. Gì? Cô có chắc á, cái thai này là con của con tôi không? Trời. Kệ má. Hay là cái nhà này có một con quạ nuôi con tu hú đây? Thôi im đi. Làm gì vậy? Thường ngày tôi thấy bà đó dằn vặt con nhỏ là tôi bỏ qua, là tại vì tôi hiểu cái cách dạy con của bà nó khác. Còn cái chuyện này là một chuyện rất quan trọng, bà có thể ăn bậy được nhưng mà không có thể nói bậy. Đây là hạnh phúc cả đời của con mình đó, bà biết chưa? Đúng, đây là hạnh phúc của con mình. Tôi không nói bậy, tôi nói có căn cứ đàng hoàng. Bây giờ bà giải thích đi, tại sao bà lại nói gì vậy? Đã đến lúc tôi phải nói rồi. Ông có nhớ lúc thằng Minh 5 tuổi, ông đi công tác ở nước ngoài. Ở đây thằng Minh nó bệnh quai bị, bác sĩ chẩn đoán là có thể khi trưởng thành khả năng có con của nó là 5%. Tôi đã giấu cái chuyện đó tới bây giờ, bởi vì tôi sợ ông đi tìm người phụ nữ khác rồi có con với người ta, bỏ tôi, bỏ thằng Minh, cho nên tôi giấu. Nhưng mà bây giờ đã đụng tới hạnh phúc của con tôi rồi, tôi không thể ngồi im được. Tôi đã kêu thám tử theo dõi rồi và tìm hiểu được trước khi nó tới với thằng Minh, nó đã có một mối tình cảm rất sâu đậm với một người bạn cùng trường, đúng không? Má, từ khi con chấp nhận lấy anh Minh, con đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với người đó. Như vậy là có, đúng không? Có rồi đó Minh à. Con thề bằng cả mạng sống của con nè, đứa con này là của anh Minh, nếu như mà con lừa dối ảnh á, ra đời trời đánh con chết đi. Tôi không tin cô đâu. Cô á, chỉ vì á là ba cô mang ơn ba thằng Minh, cho nên cô đành phải chấp nhận lấy thằng Minh để trả ơn thôi. Chỉ là trả ơn thôi. Còn cái thai này nó đến đây quá sớm, có phải là cái tàn dư còn lại của cô với tình cũ hay không? Con suy nghĩ đi Minh. Đây là lý do cô ấy không còn con gái trong đêm tân hôn. Vậy đứa con kia phải của mình không ta? Anh Minh, anh nhìn em nè, em có giống cái người lừa dối anh không? Em đồng ý là trước đó em có một mối tình sâu nặng thiệt, nhưng mà khi em chấp nhận em lấy anh, em không bao giờ muốn lừa dối anh hết. 5% có nghĩa là anh vẫn có thể có khả năng làm cha mà, đâu phải là anh vô sinh hoàn toàn đâu anh Minh. Ngày mai anh sẽ dắt em đi xét nghiệm. Không phải anh không tin em, nhưng mà anh vẫn muốn biết một câu trả lời chính xác nhất. Những lời lẽ của mẹ và anh từ nãy đến giờ em cũng đã hiểu rồi. Không một ai tin em hết.
Bây giờ cho dù em có nói cỡ nào anh cũng không bao giờ tin em. Được thôi, mọi người muốn xét nghiệm đúng không? Mọi người muốn ảnh hưởng tới em bé bên trong đúng không? Được thôi, cứ xét nghiệm đi. Con không có làm cái gì sai hết thì con chẳng có gì phải sợ hết mẹ. Bà vừa lòng chưa? Hả? Bây giờ đó, bà biết chữ không? Bà biết chữ bà đọc được chưa? Cái kết quả như thế nào? Nó là cháu ruột của mình đó, là con của thằng Minh con mình đó. Cũng tại bà dẫn nó đi xét nghiệm. Xét nghiệm bây giờ đó, nó sảy thai, cháu mình nó mất rồi. Bà vừa lòng chưa? Hả? Cũng tại cái lòng tham không đáy của bà mà hại chết con cháu của mình. Trời ơi, tôi không hiểu tại sao nhà mình của ăn của để ngập mặt như vậy nè. Bà sống không đủ hay sao? Hả? Mà tối ngày á, cái ý định của bà cứ muốn kiếm một đứa con dâu phải giàu có để làm cái gì? Tôi không phải tôi ham con dâu giàu đâu, nhưng mà tôi thấy nó hiền lành quá, cái gì nó cũng nhún nhường mình hết. Tôi sợ là nó có âm mưu, nó khôn khéo, nó vô đây nó lấy hết gia tài nhà mình, cho nên tôi mới nghi kỵ nó thôi. Tôi đâu có ngờ. Bà điên rồi. Minh. Minh. Con. Sao rồi con? Con tìm được con Huệ chưa con? Tìm được chưa con? Con tìm ở tất cả mọi nơi rồi mà con mới thấy Huệ. Con gọi điện thoại cho tất cả bạn bè người thân cũng không thấy luôn. Giống như là Huệ bây giờ không còn trên cõi đời này nữa vậy đó. Cũng tại con, cũng tại con lúc đó là không tin tưởng Huệ, không có bảo vệ cô ấy, con làm tổn thương cô ấy cho nên cô ấy mới như vậy. Ba ơi, bây giờ con phải làm sao á ba? Con phải làm sao mà tìm được một người bây giờ đã trốn con? Con có lỗi nhiều lắm, con muốn gặp cô ấy để con xin lỗi cô ấy. Tôi cũng muốn gặp nó, tôi xin lỗi nữa. Bây giờ tôi phải làm sao đây ông? Im đi, bà đừng làm gì hết thì mọi chuyện im xuôi. Minh, bây giờ bà nói tôi nghe. Nếu con thực sự yêu con Huệ thì chắc chắn sẽ có ngày con sẽ tìm được con Huệ về. Hạnh phúc này là do con đánh mất thì phải chính bản thân của con phải tìm nó đem về lại. Con hiểu chưa? Bà nói đúng, cái này là lỗi của con, cho nên là bằng mọi cách con phải tìm được Huệ. Bằng mọi cách con phải tìm cô ấy và con xin lỗi cô ấy. Tôi không muốn xin lỗi nữa ông ơi. Bây giờ làm sao để tìm được Huệ đây ông? Cuộc sống vợ chồng, điều quan trọng nhất là phải tin yêu nhau. Nếu đã không có lòng tin thì mọi tác động bên ngoài dù là nhỏ nhất cũng sẽ tan vỡ.